Xin chào các bạn đang xem kênh Kim Tiền Vlog của mình. Thì hôm nay Tiền mua hai trái sầu riêng sáu thật là to luôn để ăn mừng lễ 20 tháng 9. Cái này là Tiền mua hai trái này là gần 6 kg. Là 1 kg nó 70.000, gần 6 kg là 405.000 hai trái sầu riêng. Rất là to. Cái này là để Tiền đo thử nha. Cái này là hai ăn mấy nha. Nhìn nó to quá trời luôn á. Thường thường bổ sầu riêng là nói chung là Tiền cũng không có biết bổ nữa. Tiền thấy người ta gõ gõ vậy nè, con nó chín chưa nè, chắc Tiền đoán là chín rồi đó. Gõ điêu luyện vậy chứ có hình thức thôi chứ thật ra cô không biết đâu các bạn ơi. Thường thường Tiền thấy người ta khui á là người ta sẽ gọt cái khúc này một chút xíu á để mình coi có cái đường găng không để mình vẽ. Nhưng mà cái này cái đường của nó hiện lên rồi nè. Mình chỉ việc mình lấy cái dao á, mình tách cái phần này ra nè, là mình sẽ tách cái vỏ ra rất là dễ luôn. Có cái đường chẻ dễ ra lắm. Hơi cứng đó các bạn. Đây, được một múi rồi nè. Đây, chín rồi các bạn ơi. Đây, tiếp nha. Để cái vỏ vào bên đây. Mình khui tiếp cái trái này nha. Nó to, cứng. Ây da. Này, biết tiền lấy cái trái này cho các bạn coi. Nó to quá. Đây nè Tiền tách ra được rồi nè. Ôi cái gai của nó, cái gai của nó các bạn ơi, cái gai của nó cứ lắm. Tiền quay lại ra là nè, tách cái này ra nha. Gai của nó cứng quá chị cứng. Đây cái búi to ghê luôn á. Đây thì mới vừa tách ra này đó, cái búi rất là to luôn nè, thấy không? Hai cái làm sầu riêng này rất là to lắm mấy bạn, thơm quá nè. Mình tách tiếp cái nữa nha. Đây nè, mình gãy gần cho các bạn coi. À, đây nó nặng quá. Đây cái muối nè, muối này nè các bạn. Đây thấy không, là cái muối nó rất là vàng luôn nha. Cái gan tay của Tiền nè đó, là hai gan nè, nặng quá. Hai cái sầu riêng cũng hai gan tay, hai muối muối cũng hai gan tay. Gỡ cái này ra nữa nha. Rồi rồi, nó hơi cứng một chút. Cái này nó to vậy chứ nó có 3 muối à. Đây. Nè. Đó. Đó trời. Ở hai cái này ra luôn đi. Cái này còn muối không? Không biết nữa. Đây nè. Cứng quá các bạn ơi. Còn. Trời ơi gai nó đâm. Hai cái sầu riêng rất là bự. Đây nè. Đó. Hai này ai? Trời khui để quá trời luôn rồi. Còn đây nữa nè các bạn. Đúng rồi, chạy nhóc cái bạn xuống luôn rồi á. Chắc là ăn mấy ngày luôn á. Thì sẽ khui ra nữa nghe. Cứng quá à. Đây. Đúng là ăn cái này khui cực thiệt chứ. Đây, cái trái này nó nhỏ hơn đó. Nó nhỏ hơn nhưng mà muối cũng rất là to nha. Giờ Tiền sẽ gỡ cái muối này cho su su nha. Đây, cái muối của nó nè.
nó vàng nè các bạn thấy không, mà nó chín rồi nha. Rồi cái cu đó con ăn đi. Cảm ơn mẹ. Tiền sẽ gỡ ra luôn. Thầu kiến ngọc nó bé mẹ ơi. Vàng đó. Cái gai này nó mình cầm cẩn thận chứ nãy tiền gỡ ra là nó bị chảy máu tay luôn rồi đó, rất là nguy hiểm. Bây giờ thì mời các bạn nha. Hầu kia nó ngọt béo luôn. Cái miếng sầu riêng này nó thơm á, mình mà đưa lên lỗ mũi á nghe cái mùi rất là thơm phức à. Mà mình cắn một miếng nữa nghe cái miếng sầu riêng á, nó vừa thơm mà nó vừa mềm mà nó vừa ngọt vừa béo. Mình cắn một phát á, là nghe nó cái mùi nó rất là dễ chịu, mà mình nuốt vô nữa rất là ngon, rất là tuyệt vời. Cái này là sầu riêng Duy Sáu cho nên là cái này cũng vừa chín tới thôi. Tiền khui rất là vất vả luôn á. Này nó chín rồi nha các bạn nè. Nhưng cái sầu riêng này tiêm rất là mềm luôn nha, đây nè, ngọt lắm. Nhưng cái sầu riêng này tiêm nhiều gai mà nó rất là ngon. Hầu như rất ngon ngọt. Còn thì bé các bạn. Ngon quá. Đây, cái hộp nó cũng không có to quá. Tiền sẽ gỡ cái muối to này ra đi. Đây. Gỡ ra nha. Muối nó to. Mình gỡ nó muốn nát cái muối. Để nó mềm quá đó các bạn. Rồi, gỡ ra được rồi. Trời ơi, gỡ muốn nát bảy cái muối luôn rồi nè. Đây là cái muối. Bạn thấy nó vàng không? Đó. Rồi thì cắn một phát nha. Sầu riêng Duy Sáu ăn nó rất là béo luôn á. Lấy cho bé Xu. Đây. Cái muối cho bé Xu cũng vàng nữa nè. Sầu riêng rất ngon. Cái muối rất là to nha. Ngon quá. Nó béo mà nó thơm. Bữa nay là Tiền với Xu là mặc áo màu vàng, ăn sầu riêng màu vàng, ước gì có cái bánh màu vàng để mình ăn ha. Không phải, không phải, mình mặc áo màu vàng. Mình làm viên vàng, mình phải ướt thật nhiều vàng. Mình làm viên vàng, mình phải ướt thật nhiều vàng. Ướt nhiều vàng luôn hả? Ướt có bé vàng làm liền, có liền cái gì? Béo quá à. Thì ăn cái muối này rất là to luôn á, mà béo quá. Nó ngọt. Béo quá, béo. Béo quá trời béo luôn á. Béo. Tiền cũng thích ăn sầu riêng mà bé Xu á cũng thích ăn sầu riêng, nhưng mà sầu khui á thì không biết cho lắm. Thích ăn nhưng mà không có biết khui. Ăn cái này tay nó dơ, tại vì nó chín quá đó mà.
Cái hồ riêng này á là nó cũng kỵ nhiều thứ lắm các bạn. Con biết, con biết hay con nói? Kỵ gì con nói thôi. Hồ riêng á nó kỵ rượu nè, hãy thẳng là nó kỵ thịt bò, thịt gà, cái thịt chó nữa. Bò, thịt gà, cái thịt chó nữa. Với lại á, nước ngọt, coca nè. Hay dữ vậy? Giúp mình bị bệnh tiểu đường á, mình không ăn đầu riêng nha. Nhá không mà mình sẽ bị ngộ đạo á. Thấy bé xu rạnh ghê không các bạn? Rồi Tiền sẽ khua cái muối này ra nha. Ôi trời, cứng quá, hơi cứng một chút. Môi sầu riêng mà cưng nó lắm nè. Nè, nó vàng, quá trời vàng luôn. Nãy giờ Tiền ăn mấy muối rồi đó. Nè, hết nè, nó chín nha các bạn, nó rất là mềm nha. Nè, thấy không? Nè, rất là mềm mà nó béo lắm. Cái muối này nó ngọt, nó béo quá luôn á. Đúng á, muối của cần nó cũng ngọt hả? Béo lắm. Đúng nè. Nó chín nè, nó mềm nè, nó béo. Tiền với Xu ăn là hồi khỏi ăn cơm luôn. Tại vì nó béo mà nó ngon quá. Rất ngon. Thơm quá, béo quá. Cái này ngọt quá, mình ăn cũng mau ngán. Tại vì nó quá là ngọt. Hồi riêng như sáo thì nó cơm, nó vàng, hạt nó lép mà nó ngọt lắm. Bữa nay là lễ 2 tháng 9 cho nên là ăn sang chút nha các bạn. Ăn hai trái sầu riêng. Bữa nay thì không có nấu, không có quay video ăn mà quay video ăn cái trái sầu riêng này. Mà người ta nói cái sầu riêng này á là vua của các loại trái cây nè. Đúng á. Tại vì cái mùi nó thơm nè. Nhưng mà cái này á là có người ăn được, có người thì không ăn được nha. Cái này mà làm bánh kép sầu riêng á chắc là rất là ngon luôn nè. Trời ơi, nó chín nè. Đúng quá, ngon lắm nè. Như sáng các bạn ăn sáng là các bạn thấy ăn sầu riêng nha. Chứ bụng đói ăn nó không có tốt á. Nó béo, nó ngọt, nó ngon. Nhìn bé Xu ăn thấy thương luôn á. Bạn thấy cái thường viên quá ngon. Cái muối của Xu ăn rất là to luôn á. Rất là ngon luôn. Ngon không con? Thấy Xu ăn là phát thèm luôn rồi đó. Cái này nó ngọt, ăn cũng dễ ngán. Nhưng mà nó béo lắm. Để tìm quay gần cho các bạn coi Xu ăn thấy ngon lắm nè. Sở thích của Xu là ăn sầu riêng mà. Coi hai tay hai muối ăn thấy cưng ghê không?
Video của Tiền đến đây là cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Tiền. Các bạn thấy video của Tiền hay thì hãy cho Tiền một like, một subscribe, một share để ủng hộ kênh của Tiền. Và bây giờ thì bye bye.